ngày 22 tháng 5, huyện Vĩnh Tường tổ chức đợt ra quân tuyên truyền cao điểm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19. Động viên buổi ra quân tuyên truyền có các đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, Nguyễn Xuân Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử huyện, Lê Minh Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Đàm Hữu Khanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành của huyện. Trong 2 ngày 22 đến 23 tháng 5 năm 2021, 29 xe ô tô tuyên truyền lưu động gồm 1 xe tuyên truyền của huyện và 28 xe của các xã thị trấn được trang trí cổ động các khẩu hiệu, họa tiết về bầu cử đảm bảo đúng quy định, đẹp về hình thức và có gắn loa phát thanh tuyên truyền các nội dung về bầu cử và đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống COVID-19. Sau khi hoàn thành diễu hành tại các tuyến đường trung tâm huyện, theo sự chỉ dẫn của đội cảnh sát giao thông, công an huyện, toàn bộ xe ô tô tuyên truyền lưu động của 28 xã, thị trấn đã chia thành 2 tuyến tham gia diễu hành trên các trục đường trung tâm huyện, đường liên huyện, liên xã, sau đó sẽ về đơn vị mình, đến các tuyến đường liên thôn, liên xã, thực hiện tuyên truyền sâu rộng đến các hộ dân, động viên cử tri hăng hái thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Thông qua đợt tuyên truyền cao điểm nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn thể cử tri trong việc tham gia đi bầu cử đầy đủ, từ đó sáng suốt lựa chọn những đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ưu tú nhất, đủ đức, đủ tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí và nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.